chiều chủ nhật hàng tuần tại đình Đan Nhiễm, Thường Tín, Hà Nội, người ta chỉ nghe thấy những âm thanh trong trẻo mượt mà như thế này. Lớp học hát chống quân dành cho các em nhỏ được các nghệ nhân trong câu lạc bộ chống quân Khánh Hà thành lập với mục đích giữ gìn loại hình hát cổ truyền này cho thế hệ sau. Em Nguyễn Thị Diệu Linh gắn bó với lớp từ khi 8 tuổi. Sau 2 năm, số làn điệu chống quân mà Linh thuộc đã lên tới hàng chục bài. Lý do theo học của mỗi em là khác nhau, nhưng các em đều có chung một niềm say mê với tiếng hát chống quân quê hương. Bà nội con đó chỉ là người đầu tiên dạy con hát chống quân. Bà con hát rất hay. Con đam mê tiếng hát của bà, cho nên từ đó con vào lớp học của bà. Sau khi con học hát ở đây, về nhà cũng con cũng hát cho cả nhà nghe. Ngày trước em ra đây xem hát thì là em thấy thích, em đăng ký vào học. Em tham gia lớp học này vì em thấy thích, vì nó có làn điệu dân ca rất hay. Làn điệu chống quân thể hiện tình cảm yêu quê hương đất nước, con người với con người. Lớp học hát chống quân được thành lập từ năm 2005. 10 năm liền, các nghệ nhân trong câu lạc bộ đã đào tạo được 5 khóa cho khoảng hơn 100 em nhỏ, độ tuổi tầm từ 8 đến 15 tuổi. Mỗi lớp tập trung từ 10 đến 20 em đăng ký học. Chúng tôi truyền dạy đến bây giờ các cháu học hát là các cháu đã biết làn điệu hát chống quân từ ngày 9 tuổi. Thì đến khi các cháu mà trưởng thành thì nó vẫn là hát chống quân để nó lưu truyền dạy để cho các cháu về sau này nữa. Để dạy cho các cháu ấy, để cho các cháu nắm được những cái bài hát cổ này để truyền thống về sau này. Cho nên chúng tôi quyết tâm, chúng tôi phải rất là phải kiên trì để dạy được các cháu. Thế dạy được các cháu rồi chúng tôi rất phấn khởi. Thì điều đó ấy, cho nên chúng tôi ham mê mà lúc nào cũng sẵn sàng để dạy các cháu đêm ngày hay hội hè hay đi thi. Trong thời gian tới, nhóm hát chống quân nhỏ tuổi này sẽ được các nghệ nhân trong câu lạc bộ cho luyện tập và đi biểu diễn ở các lễ hội của xã, huyện và tại xã Khánh Hà. Vẻ đẹp của lời ca tiếng hát chống quân sẽ còn vang mãi qua nhiều thế hệ kế tiếp.